Chào các bạn đến với kênh Nguyễn Vlog của Đồng An, sống ở Đồng An. Thì bữa tối cô các bạn đơn giản các bạn. Thì trứng chiên với bò xào đậu rồng các bạn. Đậu rồng nhiều, bò ít. Đây thêm bún riêu của dạy mình ở này các bạn. Ngon các bạn. Mời các bạn ăn ăn khuya cùng hai vợ chồng mình nhé các bạn. Thank you.
Cảm ơn các bạn. Cảm ơn. Cũng biết thương à.